Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày 2 tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh tin tức TV24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình trên Biển Đông và vùng phụ cận. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Nhật và Philippines lần đầu tiên tập trận không quân chung. Mỹ-Nhật bí mật chuẩn bị kịch bản Đài Loan bị đánh úp từ Biển Đông, Hoa Đông. Lập trường khó đoán của Philippines trong lựa chọn tiêm kích. Sắp chạy thử tàu sân bay nội địa, Ấn Độ sớm trở thành đối thủ đáng gờm của Trung Quốc. Về tình hình cụ thể, Nhật và Philippines lần đầu tiên tập trận không quân chung. Tờ Manila Bulletin đưa tin lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, JASDF và không quân Philippines sẽ tiến hành cuộc huấn luyện song phương không đối không đầu tiên về cứu trợ nhân đạo và thảm họa. Các cuộc huấn luyện sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 tại căn cứ không quân Clark ở tỉnh Pampanga, Philippines. Trong tuyên bố hôm 1 tháng 7, chính phủ Nhật cho biết đây là cuộc tập trận không quân đầu tiên giữa lực lượng không quân hai nước, theo đó sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật và Philippines. Do đặc điểm khí hậu và địa hình tương ứng, Nhật và Philippines rất dễ bị ảnh hưởng từ thiên tai như động đất và bão. Nhật tự hào chia sẻ với PAF kinh nghiệm và kiến thức của CASDF về các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân trong trường hợp khẩn cấp. Chính phủ Nhật cho biết trong tuyên bố. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, JSDF sẽ triển khai một đơn vị huấn luyện của Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Trên Không gồm một máy bay chở hàng C-130H cùng các nhân viên của lực lượng này. Đơn vị sẽ có một khóa đào tạo chung kéo dài 4 ngày với Philippines nhằm tăng cường khả năng tương tác để chuyển hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng ở các khu vực bị cô lập trong tình huống khẩn cấp nghiêm trọng. Nội dung huấn luyện sẽ bao gồm huấn luyện tải, giảm tải và huấn luyện thả hàng cứu trợ mô phỏng chúng tôi rất biết ơn và hân hạnh được ghé thăm Philippines và tiến hành đợt huấn luyện không quân song phương đầu tiên về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa với không quân Philippines, đặc biệt là trong năm nay, thời điểm đánh dấu lễ kỷ niệm tình hữu nghị lần thứ 65 và lễ kỷ niệm quan hệ đối tác chiến lược lần thứ 10 giữa hai nước. Chỉ huy đơn vị thiếu tá Mizuno Masaki của JASDF cho biết ông Mizuno nhấn mạnh rằng vì nhật bản và philippines đều là những quốc gia chịu nhiều thiên tai nên chúng ta có thể chia sẻ rất nhiều về các hoạt động cứu trợ thiên tai để cứu sống và giảm bớt nỗi đau những người gặp khó khăn liên quan đến đợt tập trận chung nhật nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì một ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở bao trùm và dựa trên pháp quyền các giá trị dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, minh bạch và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Nhật nhấn mạnh việc hợp tác với Philippines và các nước đối tác thông qua một loạt các hoạt động và hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Theo tờ Nikkei Asia, Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của cả Nhật và Philippines, đang để mạnh duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, trong đó có tiến hành các cuộc tuần tra tại Biển Đông trước hoạt động gia tăng của quân đội Trung Quốc. Nhật và Philippines hồi tháng 1 năm 2015 đã ký kết một thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng. Kể từ đó, hai nước đã tiến hành 17 hoạt động diễn tập hải quân. Nhật cũng đã chuyển giao rất nhiều thiết bị công nghệ quốc phòng giúp Philippines tăng cường năng lực tuần tra trên Biển Đông. Mỹ-Nhật bí mật chuẩn bị kịch bản Đài Loan bị đánh úp từ Biển Đông, Hoa Đông. Tờ Finance Times Hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 7, trích dẫn 6 nguồn tin cho biết Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị phương án dự phòng cho một cuộc xung đột với Trung Quốc kể từ năm cuối cùng tại vị của chính quyền Donald Trump. Kế hoạch này được cho là liên quan đến các kịch bản chiến tranh, bàn tuyệt mật và các cuộc tập trận chung ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đối mặt với các mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc vào năm 2019, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Abe Shinzo đã mở rộng hoạt động huấn luyện quân sự. Vào năm 2020, các cuộc tập trận theo kịch bản chuẩn bị cho chiến tranh và huấn luyện quân sự chung giữa Mỹ và Nhật Bản đã được chính quyền Trump đẩy mạnh. Tờ Financial Times dẫn ba nguồn tin cho biết sự hợp tác này giữa quân đội hai quốc gia vẫn tiếp tục dưới thời chính quyền Joe Biden và Suga. Khi hai nước bắt đầu hội ý để lên kế hoạch cho cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc, Lầu Năm Góc được cho là đã không tiết lộ kế hoạch chiến tranh Đài Loan cho Nhật Bản, chỉ muốn tăng cường lập kế hoạch chung theo từng giai đoạn. Theo một cựu quan chức Mỹ, mục tiêu cuối cùng là tạo ra một kế hoạch chiến tranh tổng hợp cho Đài Loan. Hai nguồn tin khác tuyên bố rằng hoạt động huấn luyện cứu trợ thảm họa ở Biển Đông được sử dụng làm vỏ bọc cho các cuộc tập trận chung giữa lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã có các cuộc diễn tập quân sự được tổ chức xung quanh quần đảo Diao -Utai, Điếu Ngư Đài, quần đảo Senkaku mà Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan có tuyên bố chủ quyền trồng lấn. Cựu quan chức lầu năm góc Brady Schwitzer nói với tờ Financial Times rằng cuộc tập trận chung là rất quan trọng. Ông Brady Schwitzer giải thích rằng điều này có nghĩa là các cuộc tập trận chính thức được sử dụng để chuẩn bị dưới vỏ bọc cứu trợ thảm họa có thể được áp dụng cho chiến tranh, chẳng hạn như đổ bộ theo báo cáo mỹ và nhật bản đang làm việc để phân loại tất cả các khía cạnh cần phối hợp khác nhau nếu trung quốc tiến hành một cuộc tấn công vào các căn cứ của mỹ ở nhật bản bao gồm các vấn đề pháp lý và hậu cần một nguồn tin chỉ ra rằng hoa kỳ nhật bản và đài loan cần thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin ba chiều Ví dụ, quan chức này cho rằng thông tin tình báo của Nhật Bản về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở eo biển Miyako có thể được kết hợp với thông tin từ Đài Loan. Nguồn tin quan sát thấy rằng hiện tại dữ liệu như vậy đã được chia sẻ ở mức độ nào đó giữa Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, nhưng cả ba hiện vẫn chưa phối hợp với nhau một cách công khai và chính thức. Cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Đông Á Heniko Klin được báo Financial Times dẫn lời nói rằng chính phủ Nhật Bản ngày càng công nhận, thậm chí thừa nhận một cách công khai rằng việc bảo vệ Đài Loan tương đương với nhiệm vụ phòng thủ của Nhật Bản. Trong cuộc nói chuyện với Viện Hudson hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakayama Yasuhide nhấn mạnh rằng Nhật Bản là gia đình với Đài Loan và nếu điều gì đó xảy ra với Đài Loan, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Ông Nakayama Yasahude nói rằng Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập cận bình có suy nghĩ và ý chí rất quyết đoán. Từ đó, ông Nakayama kêu gọi liên minh Mỹ Nhật thức tỉnh và chuẩn bị cho các hành động quân sự và quân đội Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Lập trường khó đoán của Philippines trong lựa chọn tiêm kích. Ngày 24 tháng 6, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSTA) cho phép bán hơn 10 máy bay tiêm kích F-16 Block 70 trên 72 và các vũ khí liên quan cho Philippines với tổng trị giá 2,43 tỷ USD. Thương vụ này có thể đáp ứng yêu cầu của Manila trong kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu đa nhiệm MRF từ lâu đã được đặt ra. Tuy nhiên, Manila vẫn có thể quyết định mua máy bay tiêm kích Sharps GAS-39 Gripen C đi rẻ hơn một cách có chủ đích. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nhận xét về lời đề nghị mua F-16. Nó rất đắt, vì vậy PAF, không quân Philippines, đang đánh giá những ứng viên khác. Nhưng theo một số chuyên gia, vì một số lý do, F-16 có khả năng thất bại của trào thầu sắm MRF của Philippines. Đề xuất bán tiêm kích F-16 đang chờ Quốc hội Mỹ thông qua và tiền là vấn đề không dễ dàng gì đối với Manila bởi họ phải bỏ ra hơn một nửa ngân sách quốc phòng năm 2021 của Philippines là 206 tỷ peso, 4,23 tỷ USD. Cụ thể, DSCA đã thông qua việc bán 10 chiếc F-16C, một chỗ ngồi và hai tiêm kích đa năng F-16D Block 70 trên 72, hai chỗ ngồi, đôi khi chỉ còn gọi là F-16V hoặc Viper, cùng 15 radar APG-83 và F-100 hoặc các động cơ phản lực cánh quạt F-110 để dự phòng. Mỗi máy bay 3 động cơ, gói mua sắm này cũng bao gồm 24 tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn, AIM-120C-7, bom dẫn đường bằng laser JDAM, POP gắn ngoài nhắm mục tiêu Sniper hoặc Lightning. Ngoài ra, DSCA đã được ủy quyền bán 24 tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Block 2 Sidewinder trị giá 43 triệu USD và 12 tên lửa chống hạm phóng từ trên không AGM-84L-1 h 2, 120 triệu USD, mỗi F-16 có thể mang hai quả. Diễn tiến này diễn ra sau tháng 4 năm 2020 khi Quốc hội Mỹ cho phép thực hiện thương vụ bán trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian hoặc AH-1Z Viper với tổng giá trị tương ứng là 1,5 tỷ đô la và 450 triệu đô la. Nhưng cho đến nay, Mỹ vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng vì thương vụ này vượt quá ngân sách 256 triệu đô la của PAF dành cho trực thăng tấn công. Năm 2005, Philippines đã cho nghỉ hưu loạt tiêm kích cuối cùng còn lại trong phi đội. Những chiếc F-5 Freedom Fighter đã giả cỗi, nhưng trong thập kỷ qua, các hành động gây hấn của Bắc Kinh để củng cố các tuyên bố chủ quyền đối với các đảo trên Biển Đông đã khiến Manila phải tăng chi tiêu quốc phòng và tái thiết khả năng chiến đấu. Thay vì ngay lập tức tìm kiếm máy bay chiến đấu hiệu suất cao, PAF đã mua hàng chục máy bay chiến đấu hạng nhẹ siêu âm KAIS FA-50 Golden SR từ Hàn Quốc một phần dựa trên công nghệ F16, FA50 tương đối rẻ tiền và có thể vừa là máy bay huấn luyện tiên tiến, vừa là nền tảng phòng không và tấn công chính xác hiệu quả. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2016, những chiếc FA50 đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy với một số thành công. Những chiếc FA50 luôn được coi là bước đệm để chuẩn bị cho PAF vận hành các máy bay chiến đấu hiệu suất cao hơn. Nhưng việc này đã bị bởi tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng việc đầu tư vào một số lượng nhỏ máy bay chiến đấu là vô nghĩa trước sức mạnh quân sự áp đảo của Trung Quốc, chỉ trích nặng nề. Ông Duterte cũng ủng hộ việc mua máy bay chiến đấu của Nga hoặc Trung Quốc để thay thế. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Duterte nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc mang lại rất ít kết quả. Ngay cả khi ông cố gắng cắt đứt quan hệ hỗ trợ quốc phòng lâu dài với Mỹ trước sự mất tinh thần của quân đội Philippines năm 2020, ông đã hủy bỏ thỏa thuận lực lượng tham viếng VSA 25 tuổi khi một chính trị gia đồng minh bị từ chối cấp thị thực du lịch Mỹ. Tuy nhiên, việc hủy bỏ đã nhiều lần bị đình chỉ. Chưa rõ thương vụ F-16 lần này có thành công hay không. Hãy chờ xem. Sắp chạy thử tàu sân bay nội địa, Ấn Độ sớm thành đối thủ đáng gờm của Trung Quốc. Hải quân Ấn Độ sắp đưa tàu sân bay nội địa đầu tiên ra hoạt động thử nghiệm trên biển. Bước đi này sẽ giúp tăng cường khả năng đối phó với sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương. Chuyến chạy thử nghiệm trên biển của tàu INS Vikrant dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuần trước nói rằng con tàu này sẽ bắt đầu được đưa vào biên chế trong nửa đầu năm 2022. Các chuyên gia cho rằng tàu sân bay mới sẽ giúp Ấn Độ thể hiện sức mạnh lớn hơn ở các khu vực mà sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng rõ nét. Hồi tháng 5, Kenya động thổ công trình cảng biển do Trung Quốc xây trên đảo Lamu ở Ấn Độ Dương. Tuần trước Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan cho biết nước này có thể khôi phục kế hoạch hợp tác với Trung Quốc để xây cảng biển trị giá 10 tỷ USD ở Baga Moyo. INS Vikrant là tàu sân bay thứ hai của Ấn Độ. Tàu đầu tiên là INS Vikramaditya, con tàu 35 tuổi, từng phục vụ trong Hải quân Nga trước khi được Delhi mua lại. Trung Quốc đang có hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, trong khi đang chế tạo tàu sân bay thứ ba. Một số bài báo nói rằng con tàu thứ ba này có thể được hạ thủy trong năm nay. Chính phủ Ấn Độ gọi tàu sân bay mới là tài sản tiềm năng nhất trên biển và là tài sản quân sự không thể so sánh được. Tàu sân bay này sẽ hoạt động cùng các máy bay chiến đấu MiG-29K, trực thăng cảnh báo sớm KA-31 của Nga, trực thăng đa nhiệm MH-60R do Mỹ chế tạo và trực thăng hạng nhẹ tiên tiến do Ấn Độ tự làm. Ben Ho, một nhà phân tích hàng hải tại trường quốc tế học Rajananam của Singapore cho rằng, tàu sân bay mới sẽ giúp New Delhi có thêm nhiều lựa chọn trong hàng loạt kịch bản, bao gồm cả khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nữa với Bắc Kinh. Có một hạm đội tàu sân bay lớn hơn sẽ giúp Ấn Độ tự tin và mạnh mẽ hơn trong chiến lược biển, và điều này là để đối phó với sự xâm nhập của Bắc Kinh vào sân nhà của Delhi ở Ấn Độ Dương, ông Hồ nói. Georges Joshi, một nhà nghiên cứu tại Viện Đông Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho rằng dù INS Vinkan sẽ tăng đáng kể hiện diện và năng lực tấn công của Ấn Độ trên biển, nhưng điều đó không hẳn là dấu hiệu Ấn Độ sẽ bắt đầu đưa tàu chiến đến Biển Đông. Các tàu sân bay sẽ giúp Ấn Độ có mức độ kiểm soát nhất định trên Ấn Độ Dương và do đó sẽ là công cụ đối phó bất kỳ nguy cơ phong tỏa kinh tế nào mà Trung Quốc tạo ra trong tình huống khủng hoảng, ông Joshi nói. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.